vào top 3 thì thật sự là trong đầu em cũng có nghĩ rất là khó đoán luôn, tại vì ai cũng có thể có khả năng chiến thắng hết. Cảm giác đầu tiên là mình vỡ òa, em sung sướng luôn, cảm giác rất là hạnh phúc, tại vì tất cả những cái công sức mà mình bỏ ra trong cái chặng đường dài là 3 tháng rưỡi nay là đã được đền đáp rất là xứng đáng. Chị Tình trước đây của mình á thì là hai người thì cũng có tiến tới cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà do những cái lời mà bạn bè, những cái lời bạn bè cứ nói ra nói vào, dị nghị rất là nhiều là tại sao lại quen một người như mình mà trong khi là bạn ấy có điều kiện hơn rất là nhiều, cả hai không hợp nhau nên là không có đi tiếp với nhau nữa. Sau đó là mình tăng lên tới 94. Trước khi thi thì mình là một người rất là không thích tập thể dục và rất là lười tập thể dục và rất là thích ăn, thích ngủ, tóm lại là thích tất cả những cái thói quen xấu và ghét tất cả những cái thói quen tốt. Khi mà mình xảy ra cái việc gì đó buồn thì mình đi ăn buồn, còn khi mà mình vui thì mình đi ăn mừng. Tóm lại là cuộc sống nó diễn ra là quanh cái chữ ăn luôn. Mẹ em thì trời, rất là mẹ mình rất là sốc với lại cái bộ dạng này của mình luôn, nói là trời đất ơi tại sao lại hôm nay là ốm quá vậy, trời gầy gò xanh xao, mà lúc đó thật sự là mình vẫn là một người cũng không có phải ốm lắm, tại vì 60kg cũng đâu phải là ốm quá đâu. Nhưng mà mẹ vẫn rất là sốc, con vẫn rất là bất ngờ luôn là tại sao có thể giảm cân nhiều như vậy, tại vì mình đã từng giảm cân rất nhiều lần rồi mà chưa bao giờ thành công được như bây giờ. Nó về nó hơi phờ phạc, thấy nó hơi phờ phạc, nhưng mà thấy mẹ mừng lắm thì tôi thấy nó tôi cũng rất là mừng. Mình ôm con mình vào lòng, ô bữa nay mình ôm được rồi, chứ trời ơi hồi đó ôm quá khổ. Dạ thì mẹ cũng hay gọi điện rồi hỏi con sao rồi và động viên em là cố lên. Mẹ cũng nói là mẹ cũng không cần là phải vô sâu đâu, ráng ốm được bao nhiêu rồi về cũng được. Hay là nhiều khi thấy con trên TV mà cực quá rồi tham gia mấy cái thử thách mà mệt quá thì cũng kêu về đi, cũng xót, nhưng mà mình cũng nói là thôi không về đâu, vô được tới đây rồi sao mà về được nữa, nên là mẹ cũng ủng hộ là mình đi tiếp. Thấy con tôi là nó tập như vậy thì thiệt là rất là tôi đau, rất là đau lòng. Nhưng mà thì tôi nói con ơi con cố lên, con cố gắng đi, con tập làm sao mà để cho con con theo đó, cái con đừng có bao giờ mà con nghĩ là con bỏ cuộc. Thì bà Tố nói mẹ ơi mẹ đừng có lo đi, hở cái hở chương trình nào là nói mẹ đừng lo đi, con không có rớt đâu mẹ sợ, con sẽ cố gắng làm cho mẹ được vui lòng. Tôi không nghĩ là con tôi sẽ được đầu cái quân đầu, tôi không có bao giờ tôi nghĩ tới. Cái việc giảm cân nhanh chóng là làm cho mình là có nhiều tuần là mình đã cảm giác là bị rất là yếu, và kiểu như là cái cảm giác giống như là bị hạ huyết áp á, tại vì mình đã tập luyện rất là nhiều nhưng mà ăn uống thì lại không đủ chất, và còn cả tập nhảy nữa nên là cái sức khỏe nó không được đảm bảo. Mình phải sử dụng những cái vitamin để mình bổ sung những cái chất, nhưng mà mình cũng không có được lạm dụng nó quá nhiều, và mình đặc biệt là mình không sử dụng những cái chất mà giống như là nó có đường quá nhiều hoặc là tinh bột quá nhiều để mình cải thiện, mà mình phải giảm những cái cường độ tập luyện xuống một chút để khi mà cơ thể mình có thể dần dần thích nghi rồi thì mình tăng ngược trở lại để mình có thể giữ vững được cái sức khỏe của mình mà vừa có thể đảm bảo được cái việc giảm cân diễn ra. Nên khi mà mình bước vào cuộc thi thì mình được gặp những cái người dancer rất là giỏi, họ huấn luyện mình theo một cách rất là nghiêm khắc và khó, nên là cảm giác rất là áp lực. Và khi mà mình mang trong người những cái thể trọng lớn như vậy mà mình phải làm quen với những cái bước nhảy chuyên nghiệp thì đó là một cái áp lực và một cái sự khó khăn rất là lớn. Mình thì cũng rất là sợ về việc là mình sẽ tăng cân trở lại, tại vì giảm cân khó rồi mà giữ cân thì lại càng khó nữa, nên là mình phải tìm một cái biện pháp để mình có thể giữ được cái số cân nặng, và thậm chí là mình còn muốn tiếp tục để giảm cân để có một cái thân hình là khỏe khoắn và đẹp hơn. Mục tiêu của mình xuống là chắc khoảng 52kg, là một thân hình khỏe khoắn có cơ bắp. Mình hơi thả lỏng một chút để có thể xả stress sau 3 tháng căng thẳng, nhưng mà chắc là sẽ xả chừng 3 ngày thôi, sau đó mình sẽ quay lại là sẽ đi tập gym kết hợp với đi học thêm vũ đạo để có thể tiếp tục giảm cân.
À, dự định của mình sau khi đăng quang là mình sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và mình sẽ dùng cái một phần nhỏ của cái số tiền thưởng để mình đi học thêm, để trau dồi thêm những cái kiến thức. Mình rất là muốn đi làm để có thêm thu nhập để có thể xây cho mẹ một cái căn nhà ở để thoải mái hơn, để không phải tới tháng rồi mẹ phải suy nghĩ về cái số tiền để có thể là trang trải được cái tiền nhà. Thật sự là tôi không dám mơ với tốn mua nhà này gì hết, nhưng mà tôi muốn con tôi nó làm cái đồng tiền để ra để nó biết lo cho cái bản thân nó. Tại vì tôi nghĩ là bây giờ tôi cũng già rồi, nếu mà lo con mình nó lo được, cái đó là cái phần phước của mình là được con mình nó lo.